Vợ tôi là một kẻ điên rồ. Bách Nguyệt Quang của cô ta bị ai đó đánh cô ta nghi ngờ là tôi nên đã sai người đánh tôi đến thổi thốc. Hãy nhớ kỹ cho tôi, sẽ không bao giờ cho phép ai làm hại Ngô Kiệt Siêu, kể cả anh là chồng tôi cũng không được. Nói xong cô ta liền dẫn người bỏ đi, để mặc tôi nằm đó trong vũng máu. Hôm sau, Liễu Như Yên vừa đến công ty, người của phòng Lưu tổng nói có rất nhiều tài liệu đều đang chờ tổng giám đốc ký, nhưng không ai liên lạc được với anh ấy. Liễu Như Yên còn chưa kịp ngồi xuống thì thư ký đã ôm một chồng tài liệu đi vào. Trương Bích Phàm, anh ta dám trốn việc sao? Liễu Như Yên cau mày, cầm điện thoại lên, trầm ngâm 2 giây, lạnh lùng nói, xem ra anh ta vẫn chưa phục, định dựa vào công ty để uy hiếp tôi. Hừ, anh ta thật sự cho rằng công ty này không có anh ta thì không kiếm ra tài liệu này để đó, lát nữa tôi ký. Nhưng mà Lưu tổng, những dự án này đều do Trương tổng phụ trách. Liễu Như Yên tức giận đập bàn, quát lớn, anh quên đây là công ty của ai rồi sao? Lưu tổng, xin lỗi, sau này những chuyện không nên quản thì đừng nhiều lời. Liễu Như Yên nói xong liền mở tài liệu ra, liếc mắt qua loa, liền ký tên, chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện thăm anh Siêu. Rất nhanh, Liễu Như Yên đã đến. Cô ta cố ý chọn phòng VIP cho Ngô Kiệt Siêu. Lúc này, Ngô Kiệt Siêu đang cười nói không biết đang trò chuyện với ai, nhìn thấy cô ta đến liền vội vàng cất điện thoại. Như Yên, sao em lại đến đây? Anh Siêu, em đến thăm anh, chân anh còn đau không? Vẫn hơi đau, nhưng không sao rồi, lần này lại phiền em rồi. Ngô Kiệt Siêu giả vờ khó hiểu hỏi, Như Yên, anh vừa về nước chưa lâu, cũng không có thủ án gì với ai, thật sự không biết mình đã đắc tội với ai. Chắc chắn là tên khốn Trương Bích Phàm đó làm. Hắn ta nhỏ nhen như vậy, chắc chắn là nhắm vào anh, đúng em không nghĩ anh ấy là người như vậy. Hơn nữa, hai người cũng đã kết hôn rồi, chúng ta chỉ là anh em kết nghĩa, sao anh ấy có thể nhỏ nhen đến mức sai người đánh em chứ? Ngoài hắn ta ra còn ai vào đây nữa? Em biết hắn ta là kẻ nhỏ mọn từ lâu rồi, nhưng không ngờ hắn ta lại dám sai người đánh anh. Anh Siêu, đều tại em nên anh mới chịu khổ như vậy. Nhưng mà hôm qua em đã dẫn người đến nhà máy bỏ hoang đó, dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Em nhất định phải bắt hắn ta trả giá gấp bội cho những gì đã làm với anh. Như Yên, cho dù thật sự là anh ấy sai thì chắc chắn cũng là có nguyên nhân. Điều tại anh chỉ ngây thơ nghĩ cho rằng dù bao lâu trôi chúng qua vẫn có thể như xưa, nhưng có những chuyện một khi đã qua có lẽ sẽ không thể nào quay lại được. Như nữa. Yên, anh không muốn vì sự xuất hiện mà khiến cho tình cảm vợ chồng hai người dạn nứt. Anh đã quyết định rồi, chờ chân anh khỏi, anh sẽ quay lại nước ngoài. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Ngô Kiệt Siêu vừa nói vừa thở dài, khuôn mặt đầy u sầu. Anh Siêu, anh đừng đi, anh yên tâm, Trương Bích Phàm hắn ta không dám làm càn nữa đâu. Nếu hắn ta còn dám làm hại anh, em sẽ ly hôn với hắn ta. Dù sao thì tình cảm của em với hắn ta cũng chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, đã không cần đến hắn ta nữa rồi. Nghe thấy Liễu Như Yên nói ly hôn, khóe miệng Ngô Kiệt Siêu vô thức nhếch lên. Nụ cười này Liễu Như Yên không hề nhận ra, thậm chí chính Ngô Kiệt Siêu cũng không nhận ra. Nhưng tôi đã nhìn thấy. Lúc này bọn họ không biết tôi đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai người, chỉ là ở dạng linh hồn. Linh hồn không có cảm giác đau, nhưng những lời Liễu Như Yên vừa nói lại khiến tôi như vạn tiễn xuyên tâm, khiến tôi không thở nổi. Lúc trước tôi mù quáng đến mức nào mà lại yêu phải người phụ nữ như vậy. Hai ngày nay Liễu Như Yên luôn ở trong phòng bệnh của Ngô Kiệt Siêu, cho đến hôm nay thư ký của Liễu Như Yên vội vàng gọi điện đến. Lưu tổng, Trương tổng đã 3 ngày không đến công ty, rất nhiều dự án không thể tiến hành được, mọi người ở dưới đã có chút hoang mang. Sáng sớm nay trưởng phòng kỹ thuật và trưởng phòng dự án đang ở văn phòng chờ cô. Cái gì? Trương Bích Phàm đến giờ vẫn chưa đi làm, anh ta muốn làm gì? Liên lạc với anh ta cho tôi. Nếu anh ta còn không đến công ty, tôi sẽ cách chức tổng giám đốc của anh ta. Chúng tôi đã liên lạc rồi, nhưng không liên lạc được. Đáng chết, anh ta lớn như vậy rồi mà còn giở trò mất tích trẻ con này. Anh ta muốn dùng công ty để uy hiếp tôi sao? Được lắm, Như Yên, công ty em có việc thì cứ lo việc công ty trước đi, việc này quan trọng. Cảm ơn anh Siêu, chỉ có anh là hiệu cho em, còn Trương Bích Phàm chỉ biết gây chuyện thị phi. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, xem ra bài học lần trước dành cho anh ta vẫn chưa đủ, lần này tôi phải cho anh ta một bài học nhớ đời, để anh ta biết thân biết phận mà quay về công ty. Liễu Như Yên tức giận trở về công ty. Đến khi về đến công ty, toàn bộ công ty đã rối như canh hẹ. Nhìn thấy Liễu Như Yên, những người của phòng kỹ thuật và phòng dự án liền vây quanh, ồn ào náo loạn. Im hết cho tôi, công ty tôi nuôi các người, chẳng lẽ đều là đồ ăn hại sao? Tôi không muốn biết các người gặp phải khó khăn gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả, có thể làm thì làm, không làm được thì cút xéo, thay bằng người khác có thể làm. Nói xong, cô ta liền đuổi hết những người này ra ngoài, sau đó lại sai người đi tìm đám bạn bè của Trương Bích Phàm. Bọn họ lục tung mọi nơi. Liễu Như Yên lạnh lùng ngồi trên ghế tổng giám đốc, hỏi, Lưu tổng, chúng ta đã tìm hết những nơi cần tìm rồi, nhưng đều không thấy Trương tổng. Liễu Như Yên nhíu mắt, sau 2 phút mới lên tiếng, hừ, anh ta trông mèo này mà có thể uy hiếp được tôi sao? Anh ta muốn trốn sao? Tôi xem anh ta trốn được bao lâu. Đi đuổi bố mẹ anh ta ra khỏi nhà cho tôi. Anh ta không phải rất hiếu thuận với bố mẹ sao? Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục không xuất hiện đi. Sắc mặt thư ký lập tức thay đổi. Bố mẹ Trương Bích Phàm dù sao cũng là bố mẹ chồng của cô ta. Đuổi bố mẹ chồng ra khỏi nhà, thật sự quá đáng rồi. Con không mau đi. Vâng, đến thư ký run rẩy đáp. Trương Bích Phàm, anh muốn chơi phải không? Tôi chơi với anh. Lúc này, tôi toàn thân run rẩy, không ngừng nhìn Liễu Như Yên, như thể đang nhìn một người xa lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ Liễu Như Yên có thể quá đáng đến mức này. Cho dù chúng tôi không còn tình cảm, dù sao cũng là vợ chồng mấy tôi năm. Tôi đã vì cô ta gây dựng công ty đến quy mô như ngày hôm vậy nay. Vậy mà cô ta không còn chút lương tâm đến nào. Lúc này rồi, cô ta vẫn cho rằng tôi đang cố tình giận dỗi, chẳng hề nghĩ đến việc tôi có thể gặp chuyện không may. Lúc đó, cô ta sai người đánh tôi đến thòi thóp trong nhà máy bỏ hoang đó. Điện thoại của tôi bị vỡ, không thể liên lạc với ai. Hơi tỉnh lại một chút, đang cố gắng bỏ ra ngoài thì có hai con chó hoang chạy vào. Vì bị thương quá nặng nên tôi không thể chống cự, bị hai con chó hoang xé xác, thật thảm khốc. Bố mẹ tôi,
hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đã bị thư ký của Liễu Như Yên đuổi ra khỏi nhà. Liễu Như Yên nghĩ rằng lần này tôi sẽ nhanh chóng xuất hiện, nhưng không ngờ hai ngày trôi qua vẫn không thấy tin tức gì từ tôi. Hai ngày nay cô ta bắt đầu cảm thấy không ổn. Liễu Như Yên đành mắt không thấy tâm không phiền, lại trốn đến bệnh viện với Ngô Kiệt Siêu. Ba ngày Liễu Như Yên ở bệnh viện, chỉ có buổi tối mới về nhà. Vừa về đến nhà, cô ta bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Liễu Như Yên mở cửa, nhìn thấy bố mẹ tôi đang đứng trước cửa. Sao hai bác lại đến đây? Trương Bích Phàm đâu? Như Yên, có phải con với Tiểu Phàm đang giận dỗi nhau không? Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, chỉ cần nói rõ ràng là được. Hai bác bàn bạc rồi, nếu là vì hai bác thì chúng ta sẽ về quê. Linh hồn không có nước mắt, nhưng nhìn thấy mẹ tôi tóc bạc phơ, cẩn thận dè dặt trước mặt Liễu Như Yên, tôi chỉ cảm thấy chua xót. Cả đời này tôi không có lỗi với ai, chỉ có lỗi với bố mẹ. Hai người họ nếu biết được tin tôi qua đời chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Ha ha, hai người còn diễn với tôi nữa à? Là Trương Bích Phàm bảo hai người đến diễn kịch phải không? Cái gì? Đến mẹ tôi ngơ ngác. Hừ, đến lúc này rồi mà các người còn diễn kịch với tôi sao? Trương Bích Phàm, anh ta thật sự cho rằng không có anh ta thì tôi không sống nổi chắc sao? Chắn hai người có thể liên lạc được với anh ta. Nói với anh ta muốn quay về thì quay về, không muốn quay về thì ly hôn đi. Nói xong Liễu Như Yên sập cửa lại. Tôi nhìn Liễu Như Yên toàn thân nửa giận bừng bừng. Bây giờ tôi chỉ là linh hồn, nếu không tôi thật sự muốn băm cô ta ra trăm mảnh. Sáng hôm sau, Liễu Như Yên vừa ra khỏi cổng khu chung cư, nhìn thấy bố mẹ tôi đang đứng đợi. Như Yên, Tiểu Phàm, nó mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ tôi lo lắng hỏi, ánh mắt đầy lo âu. Hai người còn diễn với tôi nữa phải không? Hai người còn mặt mũi nào mà hỏi tôi chuyện gì vậy? Sao không hỏi cái thằng con trai tốt của hai người xem sao đi? Hai bác thật sự không gặp Tiểu Phàm sao? Tiểu Phàm, nó có thể gặp chuyện không may rồi, chết càng tốt. Hai người nói với anh ta, đã không muốn về thì đừng về nữa. Nói xong, Liễu Như Yên lên xe bỏ đi. Bây giờ tôi chỉ là linh hồn, chỉ có thể tôi muốn ở bên cạnh bố mẹ, nhưng chỉ có thể nhìn mẹ ngất xỉu trên đất, mà tôi lại bất lực. Liễu Như Yên vừa đến cổng công ty đã có rất nhiều người vây quanh. Chuyện gì vậy? Lưu tổng, tối hôm qua hệ thống của chúng ta đã bị hacker tấn công, hiện tại hệ thống đã hoàn toàn tê liệt. Khách hàng liên tục gọi điện đến hỏi khi nào mới có thể khôi phục. Trưởng phòng kỹ thuật khổ sở nói, vậy thì mau khôi phục đi, đứng đó làm gì? Phòng kỹ thuật chúng tôi không thể khôi phục được, chỉ có thể mời Trương tổng quay lại mới giải quyết được vấn đề này. Lần trước hệ thống bị tấn công là do Trương tổng giải quyết. Liễu Như Yên còn chưa kịp quát mắng trưởng phòng kỹ thuật, anh ta đã nói trước. Lưu tổng, tôi thừa nhận chúng tôi vô dụng, đây là đơn xin từ chức của tôi, tôi có thể xin từ chức để chịu trách nhiệm. Nhưng mà vấn đề này ngoài Trương tổng ra, đừng nói là phòng kỹ thuật chúng tôi, em là cả thành phố này cũng không ai giải quyết được. Lưu tổng, bây giờ việc cấp bách là phải tìm được Trương tổng, nếu không công ty chúng ta sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Lúc này Liễu Như Yên mới thật sự hoảng sợ, cô ta quay sang hỏi thư ký, tôi bảo cô tìm Trương Bích Phàm, đã tìm thấy chưa? Lưu tổng, chúng tôi hình như đã tìm thấy rồi, tôi cũng không dám chắc đó có phải là Trương tổng hay không. Thư ký tái mặt nói, hay là cô đi với tôi xem sao? Xem cái gì mà xem, mau bảo anh ta quay về đây giải quyết vấn đề của công ty, lần này tôi sẽ xin lỗi anh ta. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ lạnh lùng. Xem ra khi đối mặt với nguy cơ của công ty, cô ta đã chuẩn bị vứt bỏ sĩ diện mà xin lỗi tôi. Nhưng nhìn sắc mặt của cô ta, em là sự nhượng bộ này chỉ là tạm thời, chắc chắn trong lòng đang ấp ủ kế hoạch trả thù khác. Thư ký nhìn Liễu Như Yên, nước mắt lưng tròng. Lưu tổng, nếu như người đó thật sự là Trương tổng, thì có lẽ anh ấy không thể quay về được nữa.